Vậy thì cái bán kính của chúng ta là 5 mét. Vậy cho là từ cái vị trí của camera thì chúng ta có thể nhìn xa được tới 5 mét thì bán kính của nó là 5. Và cái gì nhỉ? Cái vùng mà nó quay được, nó xoay được đấy là 120 độ mà người ta yêu cầu tính diện tích. Vậy thì bài này chúng ta sẽ trình bày như sau. Vậy thì chúng ta đã xác định được là R nó bằng 5 rồi này. Và cái góc của nó là 120 độ. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ trình bày như sau. Ok, bài 2. Ta sẽ trả lời. Nào. Ở đây chúng ta lập luận một xíu là tầm chiếu tối đa của camera là 5 mét, suy ra bán kính của nó là tầm chiếu tối đa là 5 mét. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được R chúng ta sẽ bằng 5. Nào? Rồi. Camera xoay một góc 120 độ. 120 độ nên suy ra N của mình chính bằng 120. Suy ra N ở đây chúng ta sẽ bằng 120. Bây giờ ta có cái công thức và trả lời luôn. Đó là người ta hỏi cái gì nhỉ? Hỏi là diện tích camera có thể quan sát được là bao nhiêu. Chúng ta sẽ trả lời là diện tích camera có thể quan sát được là, ở đây chúng ta tưởng tượng là cái camera chúng ta nó quét ra được một cái hình quạt. Vậy thì ở đây chúng ta cần tính là tính diện tích hình quạt, nhớ nhá, camera nó quét ra được cái hình quạt thì diện tích của chúng ta sẽ là S, chính là sử dụng công thức tính diện tích hình quạt. Nó chính là cái gì, các bạn còn nhớ không? Là gì? Pi. Còn nhớ công thức không? Cái đó các bạn phải học thuộc đấy. Pi. Pi đâu rồi? Pi R bình phương. Đâu mất pi rồi? R bình phương, thôi tạm cái này nhé. Pi R bình phương nhân với n. N đây chính là cái độ của nó chia cho 360. Thế nào? Bây giờ chúng ta đi thay số. Pi đây rồi. Nhìn ra. Được chưa nào? Pi R chúng ta đây bằng 5 nhân với 5 bình phương nhân với N chúng ta bằng 120 và chia cho 360. Các bạn lấy xấp xỉ cho thầy. Kết quả bằng bao nhiêu?
Kết quả 25 nhân với pi chia cho 3 tức gì? 21 ta 26,2 cm vuông, đúng không nhỉ? Nó là mét hay mét vuông chứ. Ở mét vuông. Vậy là chúng ta sẽ được là 26,2 mét vuông. Rồi, đấy là bài thứ nhất. Thầy sửa. Tiếp tục thầy sẽ sửa cái bài 4 cho các bạn. Bài này có hai vấn đề gì không? Camera tầm chiếu tối đa là 5 mét. Tức là từ cái vị trí đặt camera thì nó có thể nhìn xa tới 5 mét, tức là cái bán kính của nó là 5. Và có thể nó quay được, nó quét được một góc 120 độ. Vậy thì khi nó quét như thế nó tạo ra được một cái hình quạt. Và chúng ta sẽ đi sử dụng công thức tính diện tích hình quạt S bằng pi R bình phương nhân với N chia cho 360. Và chúng ta thay số và chúng ta làm được. Tiếp tục các bạn theo dõi đến cái bài khó hơn một xíu. Đó chính là bài bài 4. Các bạn theo dõi bài 4. Các bạn theo dõi bài 4 nha. Một sản phẩm thủ công mỹ nghệ được vẽ trang trí trong hình sau. Và cái bài bên trên là bài bên cạnh. Đây. Đó, là cái bài mà thầy đang di chuột này. Tính độ dài cung AB. Tính diện tích hình sọc S2. Hình người ta tô sọc đấy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là cái độ dài cung AB này thì nó có góc là bao nhiêu độ. Muốn tính độ dài cung tròn thì các bạn phải xác định hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là góc mà cái cung nó tạo ra. Vậy góc nó cung tạo ra đó chính là AOB đấy, và nó bằng 90 độ. Được chưa nào? Đây chính là 1 phần tư đường tròn đấy. Thì người ta ẩn đi. Đây chính là 1 phần tư đường tròn. Thì cái cung AOB, à cái cung AB của mình nó có cái góc là 90 độ. Và bán kính ở đây chính là OA và OB, đó chính là bán kính và đó chính là 4 cm. Và thì dễ dàng chúng ta tính được cung tròn AB, độ dài cung tròn AB. Nào, bắt đầu chúng ta đi làm cái bài 4. Theo dõi bài 4. Bài 4. Là độ dài cung tròn AB là chúng ta trả lời luôn. Độ dài cung tròn AB là L AB bạn còn nhớ công thức không nhỉ? Nhớ công thức về chu vi đường tròn, nhớ được công thức về độ dài cung tròn đó. Nào, chắc không có học rồi. À, chúng ta sẽ được là cái gì? Pi R nhân với N chia cho 180. Được chưa nào? N đó chính là cái góc của nó. N là góc của cái cung tròn nó tạo ra. Còn R nó là gì? R nó chính là bán kính. Bây giờ chúng ta đi thay số vào. Pi chúng ta giữ nguyên. R ở đây của chúng ta nó bằng 4 cm. Các bạn nhìn lại hình. Hôm trước là thầy đã gửi cho các bạn hết rồi đó. Gửi tất cả cho các bạn rồi đó. R của chúng ta bằng 4. N của chúng ta vừa nãy chúng ta xác định được có bằng 90 và chia cho 180. Đó, bắt đầu chúng ta bấm máy tính. 2 pi đúng không? 2 pi. Chúng ta sẽ xấp xỉ là 6,3 cm. Xấp xỉ 6,3 cm.
Nhá. Rồi nhá. Rồi đến câu B. Phức chúng ta theo dõi lại hình của câu B. Theo dõi hình lại ở câu B này. Người ta yêu cầu tính cái diện tích hình sọc S2. Vậy thì để tính được hình sọc S2 này thì các bạn làm như sau. Là các bạn dễ dàng tính được cái diện tích hình quạt AOB. Diện tích hình quạt AOB. Đúng như nào? Dễ dàng tính được diện tích quạt AOB. Rồi. Diện tích hình quạt AOB này được tính như nào? Ở đây, hình quạt này nó tạo ra một góc bằng 90 độ. Cái thứ hai, bán kính của nó chính là OA và OB. Vậy thì chúng ta sử dụng công thức tính diện tích hình quạt, chúng ta sẽ tính được diện tích cả cái hình lớn nhất này, hình quạt lớn nhất này, AOB chúng ta tính được. Tiếp tục, chúng ta dễ dàng tính được cái diện tích S1, đó chính là diện tích cái nửa cung tròn AB này đấy, OA này đấy, diện tích S1 này này. S1 đó chính là một nửa hình tròn với đường kính ở đây là đường kính OA. Đường kính nha các bạn nha, với đường kính ở đây là đường kính OA. Đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta dễ dàng tính được diện tích nửa hình tròn với đường kính OA này, đó chính là S1. Sau đó các bạn lấy cái diện tích hình lớn là hình quạt AOB trừ đi S1 thì ta sẽ được là S2. Được chưa nào? Vậy thì bài này chúng ta sẽ sử dụng là cái việc là các bạn đi trừ các diện tích, lấy diện tích lớn hình quạt AOB trừ đi diện tích nhỏ là diện tích S1, đó chính là nửa đường tròn với đường kính là OA. Từ đó chúng ta sẽ tính được là diện tích của S2. Đã, bắt đầu chúng ta bắt tay vào làm việc. Thì đầu tiên các bạn phải đi tính diện tích hình quạt AOB. Chúng ta tính nào. Câu B. Diện tích quạt, diện tích hình quạt AOB là S quạt SAOB bằng ở đây chúng ta có được là diện tích hình quạt thì công thức vừa nãy thầy đã nêu lại rồi, đó chính là pi r bình phương nhân n chia cho 360. Pi r ở đây chúng ta các bạn thay luôn r ở đây của chúng ta nó chính là r đi bình phương nhân với n chia cho 360. Bắt đầu chúng ta đi thay số. R ở đây nó chính là OA hoặc OB, đó chính là bằng 4 bình phương. N ở đây của chúng ta nó chính bằng 90 độ chia cho 360. Các bạn lưu ý, đây chưa phải là cái kết quả mà người ta hỏi nên các bạn không lấy xấp xỉ ở bước này. Và chúng ta sẽ tính nha. Chúng ta bấm máy tính nha. Là 4 bình phương nhân với 90 chia cho 360. CP có cái ngoặc đây này, 4 bình phương này nhân với 90 chia cho 360
bằng 4 pi, chúng ta sẽ được bằng 4 pi, được chưa nào? Tiếp tục chúng ta đi tính diện tích S1. Chúng ta đi tính diện tích S1, S1 của chúng ta chính bằng, công thức chính của chúng ta là vẫn là pi r bình phương, pi r bình phương, thầy đang ghi lại công thức rồi, nhân với n chia cho 360. Rồi các bạn quay lại nhìn cái hình của chúng ta. N ở đây các bạn theo dõi hình nha, N ở đây của chúng ta nó chính là 180 đấy. Cái góc mà cái cung OA này tạo thành này, S1 này, S1 được tạo ở cái cung OA, mà OA là nửa đường tròn, cả đường tròn chúng ta bằng 1 bằng 360 độ mà, nên nửa đường tròn của chúng ta chính là 180 độ. Thế nào, cái cung OA này nó tạo ra một góc là 180 độ. Và cái tâm ở đây nó chính là trung điểm của OA. Vậy thì bán kính nó chính bằng 1/2 OA và nó chính bằng 2 cm. Được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay vào là pi r ở đây của chúng ta chính bằng OA chia 2 đấy. OA phần 2 và ở đây nó chính bằng là, chúng ta đi thay công thức của đã. Ở đây nó chính là OA chia cho 2. Đóng ngoặc ngoặc vào. R ở đây của chúng ta chính là OA chia 2. Bình phương lên. N ở đây của chúng ta bằng 180 độ. Nhân với 180 độ. Mẫu ở đây của chúng ta là 360. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thay số tiếp tục. Chúng ta thay số nhá. OA chúng ta bằng 4. 4 chia cho 2 được 2. Thế thế nào? Và đây chúng ta chính là pi nhân với OA bằng 4 chia cho 2 được 2, bình thường nó bằng 4 tiếp nhân với 180. Thầy chia sẻ màn hình chứ hả? Ờ thầy chưa chia. Ờ quên mất. Ok, được chưa nào? Chính bằng OA bình phương chia cho 2, OA chia cho 2 tất cả bình phương. Cái góc nó tỏ, nó tạo thành ý, bởi cái cung OA nó chính là 180 độ chia cho 360. Được chưa? Và chúng ta sẽ tính toán ra được bằng bao nhiêu? Lần 4 nhân 180 chia cho 360 bằng 2 pi. Được chưa nào? 2 pi. Rồi, bây giờ chúng ta có, cái diện tích mà tô đậm S2 ấy, diện tích tô đậm S2 của chúng ta chính bằng cái diện tích gì nhỉ? Chính bằng cái diện tích quảng SAOB, diện tích quảng AOB trừ đi cái diện tích S1. Rồi bây giờ chúng ta đi thay số. Ở đây bên trên chúng ta được là 4 pi trừ đi 2 pi. Và chúng ta được bằng 2 pi. Và chúng ta sẽ lấy xấp xỉ. Ở bài toán này người ta không có hề yêu cầu nói gì xấp xỉ, thì chúng ta sẽ lấy xấp xỉ đến chữ số thứ thập phân giống nhất. Đây là cái quy định của Sở Giáo dục đến lúc chúng ta đi thi ấy, là
Không nói gì về phần làm tròn thì các bạn làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Và đây cũng là xấp xỉ 6,3 đúng không nào? Xấp xỉ đây là 6,3 cm vuông. Được chưa? Xong rồi. Rồi, phải tạm chữa qua hai bàn này cái đã. Này cái phần chương này vẫn có khả năng thi rất cao nhé các bạn, rất là nhiều bài toán thực tế, thì đến lúc đi học lại những cái bài khó kia thì thầy giảng trên bảng này nó dễ hơn, biểu diễn hình nó dễ hơn. Trước mắt là thầy chữa cho các bạn hai cái bài nó có đơn giản này đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, các bạn xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần hình không gian mà thầy nhắc lại, các bạn chỉ cần nhìn thôi. Để các bạn nào không nhớ thì có thể xem lại cái video của thầy cũng được. Đồng thời các bạn mở được cái sách giáo khoa ra, các bạn nhận diện được cái hình nó như thế nào và nó có những cái tính chất làm sao nữa. Được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ hướng cho các bạn về cái phần hình không gian, thầy tổng hợp từ năm lớp 8 đến hết năm lớp 9. Buổi hôm nay là chúng ta nhận biết được cái đó, và xíu nữa là thầy sẽ cho đề. Thì là hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ tư, thì thứ sáu thầy sẽ sửa sửa một đề. Các bạn ở nhà làm đề đi, thứ sáu thầy sẽ sửa đó nhá. Này các bạn sửa xong rồi nhé. Và các bạn theo dõi hình không gian đầu tiên năm lớp 8 là chúng ta đã được học về hình hộp chữ nhật. Các bạn nhìn trên hình đây chính là cái hình hộp chữ nhật. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là định nghĩa hình hộp chữ nhật là một hình không gian là có 6 mặt đều là các hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật. Các bạn giống như là cái thùng mì tôm mình hay ăn đấy, từ trên nào nó có các mặt nó là hình chữ nhật, đấy là hình hộp chữ nhật. Và cái công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, cái này các bạn cần phải nhớ, tính thể tích hình hộp chữ nhật V nó chính bằng A nhân B và nhân C, trong đó A B C nó chính là kích thước của hình hộp chữ nhật, chiều rộng, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Được chưa nào? Vậy thì nhìn vào cái hình cụ thể hình hộp không gian A B C D, A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy này, thì đâu là chiều rộng và đâu là chiều dài? Thì ở đây là các bạn nhìn này, AB và BC đấy chính là hai kích thước của hình chữ nhật, đó chính là đóng vai trò và chiều rộng và chiều dài. AB và BC nó đóng vai trò là chiều dài và chiều rộng, và chiều cao nó chính là AA phẩy hoặc BB phẩy, CC phải hoặc DD phải, bốn cái đó nó bằng nhau. Được chưa nào? Hai cái mặt đối diện nhau này nó sẽ bằng nhau này. ABCD, A phải, B phải, C phải, D phải, nó là các mặt đối diện này. Nó bằng nhau. Hai mặt đáy nó bằng nhau. Các mặt bên đối diện nhau cũng bằng nhau là AB, B phải, A phải, DC, C phải, D phải, nó cũng bằng nhau. Được chưa nào? Đó, vậy thì ở cái phần này thì các bạn phải phân biệt được là đâu là chiều cao của cái hình hộp này, đâu là các mặt đáy, và chiều dài, chiều rộng là cái gì. Vậy thì hai mặt đáy cụ thể ở đây là A, B, C, D, A phải, B phải, C phải, D phải. Hai cái mặt này nó là các hình chữ nhật. Thì A, B, B, C nó là hai cái kích thước của hình chữ nhật, đóng vai trò là chiều dài và chiều rộng. Còn chiều cao thì chúng ta có thể chọn một trong bốn cái,
A phẩy, B phẩy, C phẩy, D D phẩy. Đấy chính là chiều cao. Và công thức chính là chiều dài nhân chiều rộng và nhân chiều cao. Thì ta sẽ tính được thể tích của hình hộp chữ nhật. Được chưa nào? Thì trong thực tế, giả sử là người ta có một cái bể nước chẳng hạn, thì người ta cho cái bể nước là hình hộp chữ nhật, có đáy là hình hình chữ nhật, có chiều dài chiều rộng như thế này, chiều cao là như thế này, thì người ta yêu cầu các bạn tính cái thể tích của cái bể nước đó, các bạn cũng tính được. Được chưa nào? Đấy là cái ứng dụng thực tế, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Rồi, một trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật, người ta gọi đó là hình lập phương. Chúng ta theo dõi. Hình lập phương thì nó đặc biệt như thế nào? Thì nó có tất cả các mặt là hình vuông. Nó không phải là hình chữ nhật nữa, mà tất cả các mặt của nó đều là hình vuông. Thì nó là hình hộp chữ nhật. À, là hình hình lập phương. Được chưa nào? Các mặt nó đều là hình vuông. Thì người ta gọi đây là hình lập phương. Và cái công thức tính của nó, V của chúng ta chính bằng là A mũ 3. Các bạn có thể ghi những cái công thức này đây này. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, V bằng A nhân B nhân C. Trong đó A, B, C là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Những cái cần thiết. Thì nữa thầy sẽ gửi file ảnh này cho các bạn, các bạn có thể đọc lại. Tiếp tục. Vậy thì thể tích tính hình lập phương đó chính là A mũ 3. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần lấy một cạnh của hình lập phương và các bạn mũ 3 lên là xong. À, cái gì nhỉ? Các bạn hay chơi cái gì nhỉ? Cái Rubik à? Hay là cái gì nhỉ? Cái quên mất rồi. Xếp xếp hình xoay xoay á, là cái gì nhỉ? Rubik thầy. Rubik đó. Đó chính là một cái hình lập phương đó. Đúng không nào? Nó tất cả các mặt nó đều là hình vuông. Và các hình nhỏ bên trong nó cũng là hình vuông. Thì đấy chính là hình hộp chữ nhật. À, đấy là hình lập phương. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang hình tiếp theo. Cũng của năm lớp 8. Đó là hình lăng trụ đứng. Các bạn theo dõi hai cái hình kia cho thầy. Đây là những hình lăng trụ đứng. Và định nghĩa như sau. Hình lăng trụ đứng là hình không gian có các mặt bên là hình chữ nhật, hai đáy là một đa giác. Mặt bên là ở bên đó, là ở đây là hình thứ nhất, là hai đáy của ta là tam giác ABC và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đây là hai tam giác này bằng nhau, các mặt bên của nó là AB, B phẩy, A phẩy, BC, C phẩy, B phẩy. Mặt bên thứ ba là AC, C phẩy, A phẩy. Đó là các hình chữ nhật. Được chưa nào? Các bạn nhớ hình lăng trụ đứng là hình không gian có các mặt bên là hình chữ nhật, hai đáy nó là một đa giác. Cái phần này thì thầy nghĩ là sẽ ít thi, nhưng mà chúng ta vẫn cứ học lại cho nó nhớ. Tí nữa những cái hình mà chủ đạo có thể gặp đó chính là hình chữ nhật, hình lập phương. Đấy là hai hình cực kỳ dễ thi. Được chưa nào? Hình lăng trụ đứng này thì khả năng thấp hơn. Tiếp tục. Cái hình bên cạnh, cái hình thứ hai này. Hai đáy của chúng ta đó là A, B, C, D và A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Đây là hai đa giác. Được chưa nào? Nó cụ thể ở đây là hai tứ giác. Hai tứ giác bình thường thôi. Các mặt bên của chúng ta là các hình chữ nhật. Đây, các mặt bên ở đây chúng ta tổng cộng có bốn mặt bên đấy. Được chưa nào? Rồi vậy thì cái phần này thì các bạn nhớ là hình lăng trụ đứng đầu tiên nó là có các mặt bên là gì nhỉ các bạn? Là hình chữ nhật và hai đáy là các đa giác. Các đường cao này các bạn, ở đây được gọi là các đường cao của nó này, a phẩy, b phẩy, c phẩy là các đường cao của hình lăng trụ đứng này, thì nó sẽ vuông góc với hai mặt đáy. Và thì từ đây chúng ta có thể suy ra được khi làm bài, thì các bạn trong hình không gian này nó hơi khác với hình học phẳng của chúng ta. Đôi khi các bạn
không nhìn thấy nó vuông nhưng thực tế ở ngoài thực tế thì nó vẫn là vuông. Ví dụ như sau là AA phải của chúng ta nó sẽ vuông góc với AB, vuông góc với A phải B phải, được chưa nào? AA phải vuông góc với AB, vuông góc với A phải B phải. Mặc dù chúng ta nhìn đấy nó chả vuông tí gì cả, nhưng thực tế thì đây là những cái đường vuông góc với nhau, bởi vì là các mặt bên của nó là hình chữ nhật mà hình chữ nhật của chúng ta có bốn góc vuông, thì rõ ràng là ta có được là AB, B phải, A phải là hình chữ nhật dẫn tới AA phải vuông góc với AB, AA phải vuông góc với A phải, B phải. Ở cái hình không gian thế này này, điều rất là quan trọng là các bạn phải nhìn ra được những cái đường nào vuông góc. Và năm 2018, ở năm 2018 và năm kia đó là thi là có về cái vấn đề đó, các bạn phải nhận ra được là những cái đường nào nó vuông góc với nhau. Thì không nhận ra được thì chúng ta sẽ không làm được cái phần hình không gian này đâu. Rồi, tiếp tục. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng S xung quanh bằng C nhân H. C là chu vi đáy, H là chiều cao. Đối với hình thứ nhất, chu vi đáy của chúng ta là chu vi của tam giác. Chu vi của tam giác thì đó chính là tổng ba cạnh cộng lại. Được chưa nào? Và chiều cao ở đây thì các bạn có thể chọn một trong ba cái AA phải, BB phải, CC phải. Bởi vì ba cái đó nó sẽ bằng nhau. Vậy thì diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng được tính bằng là chu vi nhân với chiều cao. Thể tích của hình lăng trụ đứng thì bằng S nhân với H, trong đó S là diện tích đáy, H là chiều cao. Đáy, thầy nhắc lại, đáy là cái mặt trên và mặt dưới này, được gọi là hai đáy nhá. Mặt trên và mặt dưới là A, B, C và A phải, B phải, C phải, các đáy. Rồi, bây giờ đến phần hình chóp đều. Đây là hình mà năm 2018 thi và các bạn đặc biệt chú ý phần này. Cái phần trên, cái phần 2 ấy, thì các bạn có thể học qua cũng được, nhưng cái phần hình chóp đều là phần trọng tâm và có thi tuyển sinh rồi. Đầu tiên các bạn đọc kỹ định nghĩa hình chóp đều là hình chóp có đáy là các đa giác đều và các mặt bên là các tam giác bằng nhau. Các bạn tưởng tượng ra cái hình kinh tự tháp ấy, đó chính là hình chóp đều của chúng ta đấy. Nó có các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, đáy của nó là cái nền bên dưới, nó là một hình vuông, được chưa nào? Và cái năm 2018 tính là thi về bài kinh tự tháp của Ai Cập, tính cái thể tích kinh tự tháp của Ai Cập đó. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu là vậy thì diện tích xung quanh của hình chóp đều, thể tích của hình chóp đều thì được tính như thế nào. Các bạn theo dõi, diện tích xung quanh của hình chóp đều chính bằng P nhân đến D. Đến lúc làm bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ cái phần này. Bây giờ các bạn nhìn nhận được đâu là đáy, đâu là mặt bên, và đáy nó là hình gì, mặt bên nó là các hình gì. Và thường đi thi thì những cái công thức này các bạn không phải nhớ, người ta cho năm lớp 9 này, 2 năm nay là người ta cho, năm nay không biết thế nào nên các bạn đề phòng, các bạn cứ phải học thuộc cái thời nhé. Còn 2 năm nay là người ta cho công thức ở phần này, được không? Vậy P của chúng ta là nửa chu vi, D của chúng ta là trung đoạn. Vậy trung đoạn nó là cái gì? Thì bây giờ các bạn theo dõi cái hình này cho thầy. Cái hình bên tay trái trước là thầy vẽ cái này đó, ngồi ở nhà mày mò vẽ cái này soạn hết đó nào. Vậy thì ở đây các bạn nhìn thấy hình chóp của chúng ta, S là đỉnh, S là đỉnh, A B C D là đáy, được chưa nào? Các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau, cụ thể đó là tam giác SAB, tam giác SBC, tam giác SCD và tam giác SAD. Đây là các tam giác cân bằng nhau. Đáy ABCD đây là hình vuông chứ không phải là hình toi, cũng không phải là hình bình hành, nghe rõ chưa? Các bạn nhìn lên nó là hình toi đấy, nhưng
ai nhìn thấy nó là hình bình hành thì chính xác. Nhưng trên thực tế đây là hình vuông, được chưa nào? Rồi, vậy thì chiều cao của cái hình chóp SABC này nó chính là SH. SH nó chính là chiều cao của cái hình chóp. Tiếp tục, trung đoạn ở đây là gì? Các bạn nhìn thấy SI. Nhìn vào SI cho thầy. SI, thầy cho to lên cho các bạn nhìn. SI. Nhìn thấy đoạn SI chưa nào? SI ở đây, I là trung điểm của AB. Được chưa nào? Vậy thì đoạn thẳng SI nó được gọi là trung đoạn. Các cạnh bên ở đây là SA, SB, SC, SD, đây là các cạnh bên. Mặt bên là các tam giác, cạnh bên là SA, SB, SC, SD và các cạnh bên này nó cũng bằng nhau. Được chưa nào? Rồi hình bên cạnh là hình chóp cụt đều. Thì người ta lấy một cái mặt phẳng, người ta cắt cái hình chóp này thì tạo ra hình chóp cụt đều. Được chưa nào? Hai cái mặt đáy song song nhau là A, B, C, D và A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là hai mặt đáy song song với nhau. Vì mặt dưới A, B, C, D là hình vuông dẫn tới mặt trên A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy và cũng là hình vuông. Về nhà các bạn nghiên cứu kỹ về cái này cho thầy nhá, về cái hình chóp đều này và nhớ được những cái tên gọi của nó. Thầy đã chú thích ở đây rất là cụ thể rồi. Được chưa nào? Lên lớp 11 thì các bạn phải học về những cái này đây này, phải vẽ được mấy cái này. Còn vẽ được các mặt phẳng nó cắt nhau như thế nào nữa. Ghê lắm, học hình lớp 11 hình không gian này kinh khủng lắm. Không dễ như năm lớp 9 đến đâu. Rồi nhá, tiếp tục chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Một cái phần quan trọng nữa là tính thể tích của hình chóp đều này. Thì các bạn quay lại. Thể tích của hình chóp đều là V bằng 1 phần 3 S nhân H. S luôn luôn ở trong những cái bài này nó chính là diện tích mặt đáy. H luôn luôn quy ước ở đây nó là chiều cao. Vậy thì đối với cụ thể cái bài hình chóp SABCD này thì công thức của nó chính bằng S bằng 1 phần 3 diện tích đáy, đó chính là đáy của ABCD. Chiều cao ở đây đó chính là SH. Được chưa nào? Phần này thì các bạn học để nhìn qua thôi, đến lúc đi làm bài tập rồi các bạn yên tâm về thầy sẽ nói kỹ. Bắt đầu đến năm lớp 9 là hình trụ. Hình trụ nhá. Được chưa nào? Thì các bạn đã biết được là nhìn thấy rất nhiều hình trụ ngoài đời sống thực tế rồi, chắc biết được cái lon cái cống sữa ông Thọ rồi nhỉ? Đó, đó chính là một hình trụ. Thì các bạn tưởng tượng với cái cống sữa đó. Đây, thầy đã vẽ rồi. Cái phần này cũng là phần trọng tâm nhá, rất là dễ thi. Các bạn lưu ý, phần này là phần trọng tâm cũng rất là dễ thi. Ở đây, diện tích hình trụ của chúng ta được công thức là diện tích xung quanh hình trụ, đó chính là S xung quanh bằng 2pi R nhân với H. Thì bây giờ chúng ta đi phân tích cái hình trụ này đã. R là cái gì? H nó là cái gì? R nó chính là bán kính của hai cái đáy. Đáy nó chính là các hình tròn. Được chưa nào? Đáy của hình trụ là các hình tròn. Các bạn hình dung ra cái cống sữa thì nắp bên trên và nắp bên dưới của nó đều là các hình tròn. Vậy thì R nhỏ này này, nó chính là bán kính của các mặt đáy này này. Đó chính là OA hay là O phải B. Được chưa nào? Đây chính là R. H nó chính là chiều cao của nó. Đây, H nó chính là cái chiều cao từ trên mặt đáy trên xuống cái mặt đáy dưới. Và cái phần AB này này, chiều cao này nó chính là AB đấy. Và AB này người ta được gọi là đường sinh. Những cái tên gọi này là các bạn phải nhớ nhé. AB được gọi là các đường sinh, là cái đoạn nối từ trên cái
đáy trên với cái đáy dưới, mà đòi hỏi hai cái đoạn AB này phải vuông góc với hai cái mặt đáy các bạn nhé, thì mới được gọi là đường sinh. Các bạn kẻ chéo đi thì không được gọi đường sinh, được chưa nào? Đường cao ở đây nó cũng chính là cái đoạn nối hai cái tâm với nhau, ô phải, nó cũng chính là đường cao, được chưa nào? Rồi nhá. Rồi thể tích hình trụ nó chính bằng S nhân với H. S thì các bạn thầy đã nói rồi, nó chính là gì nhỉ? S nó chính là diện tích đáy, H là chiều cao. Vậy diện tích đáy ở đây đó chính là diện tích của hình tròn. Thì chúng ta lại phải liên hệ về cái chương trước. Diện tích của hình tròn nó chính là PR bình phương. Đây vì sao chúng ta có được ở cái công thức cụ thể này là PR bình phương đó? Vì đây chính là diện tích đáy là của hình tròn. H ở đây nó chính là chiều cao. Ok chưa? Và thầy thấy được là năm 2018 mà thi về hình chóp, hình đây cái hình bên trên này, hình chóp đều, được chưa nào? Thì khả năng năm nay biết đâu nó lại thi vào hình trụ. Năm vừa qua nó thi vào hình cầu, nó thi vào cái quả cầu, địa cầu trái đất. Hình nón, bắt đầu chúng ta sang cái hình nón. Hình nón vì sao nó được gọi là hình nón, nó giống cái nón của chúng ta ấy. Các bạn tưởng tượng giống hệt cái nón luôn, được chưa nào? Vậy thì đây chính là một cái hình nón. Thì ở đây thầy cũng đã chú thích rất là rõ hình nón này nó có đặc điểm như thế nào. S của chúng ta là đỉnh, đáy của chúng ta là một đường tròn tâm mô, được chưa nào? Cái phần SA này được gọi là đường sinh. Đường cao là từ đáy xuống với tâm mô được gọi là đường cao, được chưa? Đó, đường sinh ở hai hình này khác nhau nhé. Đường sinh ở cái hình lăng trụ đó chính là đoạn AB này nó phải song song với OO phải. Còn đường sinh ở cái bên dưới hình nón nó chính là nối từ đỉnh, được chưa nào? Nối từ đỉnh xuống một điểm nằm trên đường tròn thì được gọi là đường sinh. Tiếp tục, vậy thì diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón thì thầy cũng đã cho ghi rồi ở đây. Của chúng ta diện tích xung quanh PR nhân với L thì thầy sẽ giải thích. P ở đây thì là một con số rồi, R nó chính là bán kính của cái đáy, nó chính là OA đấy. L nó chính là độ dài đường sinh, nhớ nha. Hay nói cách khác là SA. Rồi. Cái diện tích toàn phần này cũng thế, diện tích toàn phần thì chúng ta sẽ gồm hai phần. Toàn phần là tất cả những cái bề mặt của nó. Vậy thì bề mặt nón này là những cái phần bao quanh bên trên này và cái phần mặt đáy bên dưới. Các bạn phải đi cộng cái diện tích bao quanh cộng với cái diện tích mặt đáy. Diện tích xung quanh là cái phần bao quanh này này, giống như cái phần nón ấy. Giống như cái lớp lá nó làm nên cái nón ấy, đấy là diện tích xung quanh. Được chưa nào? Còn diện tích toàn phần là ngoài cái phần lớp lá đó thì nó còn cái mặt đáy nữa. Thì các bạn phải cộng vào, đó chính là cộng với cái diện tích hình tròn bên dưới này. Đây chính là diện tích toàn phần. Về các bạn nghiên cứu kỹ phần này nữa cho thầy. Nhớ nhá, xung quanh là tất cả những cái bề mặt xung quanh. Toàn phần là ngoài cái diện tích bên trên này này, chúng ta còn có diện tích phần đáy này nữa. Diện tích xung quanh là diện tích phần bỏ đi các phần đáy, còn diện tích toàn phần là chúng ta thêm cả phần đáy vào nữa. Nhớ đơn giản như thế. Diện tích xung quanh là diện tích chúng ta bỏ đi phần đáy, diện tích toàn phần thì chúng ta cộng thêm phần đáy vào. Rồi bây giờ chúng ta đến tiếp theo là thể tích hình nón. Thể tích hình nón nó chính cũng là 1/3 S nhân H thôi. Diện tích của nó vẫn là 1/3 S nhân H và cụ thể nó chính là S ở đây nó chính là diện tích của hình tròn, H của chúng ta là gì đây? Là OS đấy. SO đấy. Nó chính là chiều cao mà. Vậy thì công thức của nó được xây dựng là V bằng 1/3 PR bình phương nhân VH. R là cái phần bán kính đáy, H là chiều cao, SO. Hình nón cột này chương trình giảm tải chúng ta không cần phải học. Phần 7 này bỏ, nghe được chưa? Đây là thầy soạn từ trước. Trước khi có chương trình giảm tải. Chương trình giảm tải chúng ta đã không phải học phần 7 này. Công thức cực kỳ lằng ngoằng luôn. Các bạn
Thầy gần như nghĩ là đi thi người ta sẽ cho công thức đó. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là những cái vấn đề mà các bạn phải nhớ và hiểu được quan trọng nhất ở đây đó chính là đâu là mặt phẳng đáy, đâu là đáy. Được chưa nào? Đâu là các mặt bên và đâu là đường cao của nó. Đấy là ba cái yếu tố là các bạn cần phải nhớ. Ngoài ra thì các bạn phải nhớ được cái đường sinh. Đường sinh thì chúng ta sẽ có hai cái đường, đó là hình trụ thì có đường sinh và hình nón có đường sinh. Quan trọng nhất này là mặt đáy này, mặt bên này, đường cao này, được chưa nào, và đường sinh. Các bạn phải nhớ được mấy cái đó. Rồi phần 7 chúng ta bỏ qua, và đây đến là hình cầu. Đây là hình cầu. Năm vừa qua là chúng ta thi về bài hình cầu. Nó nôm na cái bài toán ấy nó như sau, là hai nhóm đi du lịch thì là ở hai địa điểm nằm trên cái trái đất, đúng không nào? Và người ta yêu cầu tính khoảng cách giữa hai cái nhóm đó là bao nhiêu. Và thì trái đất của chúng ta được coi là một hình cầu. Và các bạn, người ta cho địa điểm của hai cái nhóm đó thì các bạn phải đi tính được khoảng cách. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái hình cầu này thì chúng ta thấy được rằng là O được gọi là tâm của hình cầu. Thì mọi điểm mà nằm trên hình cầu này với tâm được gọi là bán kính. Đây, các bạn lấy một điểm bất kỳ nằm trên hình cầu thì đoạn thẳng nối từ tâm tới cái điểm đó thì đều là bán kính. Được chưa nào? Và một cái điều nữa là mọi cái mặt phẳng mà cắt cái hình cầu này thì ta được một hình tròn. Nhớ nha. Giống như là các bạn tưởng tượng như quả một quả dưa hấu chẳng hạn đi. Cứ nghĩ là một quả dưa hấu, tròn đi. Các bạn lấy dao các bạn cắt thì ta ra được những cái miếng màu đỏ, cái nhìn cái mặt màu đỏ nó là các hình tròn. Đang tưởng tượng như dưa hấu thì không phải quả nào cũng tròn cả, nhưng mà thầy ví như thế. Mặt phẳng giống như cái dao của các bạn ấy, các bạn cắt bất kỳ một chỗ nào, nhớ là cắt thẳng nhá, thì nó sẽ tạo ra được các hình tròn. Thì mặt cầu của chúng ta cũng như thế. Được chưa nào? Rồi, ok. Vậy là cái phần này thầy đang nói qua rồi. Thì thầy sẽ gửi những cái hình ảnh này về, cái bài này về cho các bạn, các bạn đọc. Bây giờ chúng ta sẽ làm qua một xíu ở cái phần bài tập này nhé. Làm qua một xíu về phần bài tập này. Đợi thầy một xíu. Cho các bạn thử làm cái đề tuyển sinh năm 2018 để gần hình trụ. Đề tuyển sinh. Rồi, ok. Đều các bạn đây. Ủa, không cho lên được nè. Bạn theo dõi được nhìn rõ không? Người ta nói là gì nhỉ? Kinh tự tháp gì đó, Ai Cập có dạng hình chóp đèo.
đáy là hình vuông đó, người ta đã giải thích cho các bạn, không yêu cầu các bạn nhớ luôn, người ta đã giải thích rồi, đáy là các hình vuông, đáy là hình vuông, vậy thì đáy ở đây là ABCD của mình là hình vuông, các mặt bên là các tam giác cân trung đỉnh, người ta đã nói rất là rõ, gần như là yêu cầu các bạn là cũng không cần học ở chỗ này luôn đấy. Mỗi cạnh bên của kinh tự tháp dài 214, mỗi cạnh bên. Vậy thì thầy đã nói yêu cầu các bạn là cần phải học thuộc cạnh bên, mặt bên. Cạnh bên ở đây là SA, SB, SC, SD. Người ta nói là mỗi cạnh bên dài 214 mét. Cạnh đáy, đáy của chúng ta là ABCD. Các bạn phải hiểu được đâu là đáy. Đáy là nằm bên dưới và bên trên đối diện nhau. Vậy thì hình chóp là chỉ có một đáy thôi. Đó chính là ABCD. Thì đáy của chúng ta là hình vuông thì nó có cạnh là 230 mét. Tính theo mét chiều cao h của kim tự tháp, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Đến câu B, người ta cũng cho luôn cái thể tích, gần như là các bạn không cần phải nhớ này, nhưng cái điều quan trọng là các bạn phải phát hiện được là đâu là những cái đường vuông góc với nhau, được chưa nào? Điều rất là quan trọng đối với bài này là các bạn phải xác định đâu là các đường vuông góc với nhau. Đôi khi các bạn phải rời hình ra các bạn mới phát hiện ra được. Từ hình học không gian thì các bạn sẽ bổ nhỏ ra từng cái mặt phẳng một để các bạn làm. Rồi người ta yêu cầu tính thể tích của kim tự tháp này, các bạn suy nghĩ một xíu đi. Bây giờ thầy sẽ lấy cái hình mà thầy đã làm lại đề. Thầy đã làm lại cái đề này để cho các bạn nhìn được rõ. Không biết là thầy cho vào đề bao nhiêu. Bây giờ thầy tìm lại đã. Đây là đề tuyển sinh mới nữa các bạn sẽ được làm tới. Đây rồi, ok. Đây rồi, đây là cái đề mà thầy đã làm lại. Các bạn nhìn. Chúng ta làm xong câu này là chúng ta sẽ nghỉ nhé. Hôm nay nghỉ sớm. Rồi, bây giờ phân tích. Nhìn vào cái hình chóp SABCD. Đáy của chúng ta là ABCD, đáy của chúng ta sẽ là hình vuông. Hình vuông. Được chưa nào? Rồi bây giờ các bạn phải nhớ lại là hình vuông là hình có những cái tính chất như thế nào. Người ta yêu cầu là tính cái SO này, tính cái đoạn H này này. Đó. Thì ở đây SO các bạn lưu ý. SO vuông góc với mặt đáy thì nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt đáy, các bạn có thể ghi chú ý vào cho thầy. Cái điều này quan trọng. Đường cao sẽ vuông góc với mặt đáy thì nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt đáy. Vậy thì ta sẽ có được là SO sẽ vuông góc với OA, vuông góc với OB, vuông góc với OC, vuông góc với OD. Vậy thì ta sẽ có được các tam giác vuông. Thì lưu ý để tính được một đoạn thẳng nào đó thì thông thường các bạn hay sử dụng về định lý Pythagore. Vậy thì muốn có được định lý Pythagore thì các bạn phải đáp ứng được hai cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải có tam giác vuông. Và yêu cầu thứ hai là chúng ta phải biết được hai cạnh của tam giác vuông đó thì chúng ta mới tính được cạnh còn lại. Được chưa nào? Vậy thì ta có được là FO vuông góc với OA, vuông góc với OB, vuông góc với OC và vuông góc với OD. Bây giờ thầy chọn tam giác FOC vuông đi. Thì để tính được SO hay tính được H
thì chúng ta phải tính được SC, phải tính được OC, thì chúng ta mới dùng định lý Pythagore chúng ta tính được SO. Chúng ta nhớ rằng người ta cho là được cái gì nhỉ? Các cạnh bên của hình chóp này nó có cái gì? Nó có độ dài bằng nhau và bằng 214. Vậy thì ta có được là SA bằng SB bằng SC và bằng SD. Được chưa nào các bạn? Đó. Vậy thì SC của chúng ta nó bằng 214. Đặt ra câu hỏi bây giờ chúng ta chỉ cần tính được OC nữa là xong. Thì chúng ta sẽ áp dụng được vào định lý Pythagore SOC. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ các bạn phân tích cho thầy này. Bây giờ nhá. Bây giờ các bạn theo dõi cái hình vẽ này sao cho thầy. Và thầy sẽ hướng dẫn bài này, hôm sau thầy sẽ sửa bài này cho các bạn. Bây giờ hướng dẫn về nhà suy nghĩ. Tí nữa chụp lại cái đề đó cho thầy. Về nhà suy nghĩ nhá. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta để tính được cái H thì chúng ta phải tính được OC ra. Và để tính được OC thì như thế nào? Các bạn phải nhớ được về tính chất của hình vuông. Như sau. Rồi máy thầy đang đơ rồi. Rồi, hết đơ rồi. Bây giờ các bạn theo dõi nhé. Thầy nhắc lại về cái hình vuông cho các bạn. Nào, hình vuông. Ôi, thật đơ quá thế này. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây, ABCD của mình là hình vuông. Được chưa? Nó cắt nhau tại ô. Khi mà các bạn nhìn hình không gian còn chưa tốt thì các bạn rời hình ra như thế này, các bạn làm. Các bạn vẽ ra nháp, các bạn làm. Thì ABCD của mình là hình vuông. Hình vuông thì có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Ngoài ra chúng ta còn có các tính chất như sau liên quan tới đường chéo. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Thì hai đường chéo của nó cũng vuông góc với nhau. Và có được là OA bằng OB và bằng OC. Hai đường chéo này nó cắt nhau tại O thì nó sẽ vuông góc với nhau. Đây là tính chất của hình vuông học năm lớp 8 rồi. Thì mình có được là OA bằng OB bằng OC và bằng OD và đây là góc vuông. Được chưa? Mà đề bài người ta cho cái gì? Đề bài người ta cho là cạnh đáy là 230. Cái đáy của chúng ta là 230. 230. Ở đây là đề tuyển sinh đó. Các bạn thấy khó không? Bình thường mà nhé. Ta có OA bằng OB bằng OC và bằng OD nhé. Đây, để AB đi. Thế rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng được Pythagore như sau này các bạn này. Bởi vì đây là góc vuông. Tính chất hình vuông đây là một góc vuông.
đây là góc vuông. Và đồng thời ta có được OA bằng OB thì bây giờ hướng dẫn các bạn áp dụng định lý Pythagore, ta được là OA bình phương cộng với OB bình phương bằng AB bình phương. OA bình phương cộng với OB bình phương bằng AB bình phương. Định lý Pythagore là gì? Là tổng bình phương hai bình phương cạnh huyền là cạnh AB bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Vậy thì cạnh huyền là cạnh AB, bình phương lên bằng OA bình cộng với OB, OB bình. Mà chúng ta thấy được là OA bằng OB nên OA bình phương cũng bằng OB bình phương. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được là bằng 2 lần OA bình phương. OA bằng OB mà nên OA bình phương cũng bằng OB bình phương. Và đây chúng ta sẽ có được là 2 lần OA bình phương bằng AB chúng ta bằng 230 do nó là cạnh của mặt đáy. Được chưa? Từ đây chúng ta sẽ suy ra được OA của chúng ta. OA bình phương chúng ta bằng 230 bình phương chia cho 2 rồi chúng ta lấy căn bằng 230 bình phương và chúng ta chia cho 2. Từ đây chúng ta sẽ tính được OA. OA hay chúng ta tính được OB hay tính được OC. Thế nào? Bởi vì bốn đoạn này bằng nhau mà. OA bằng OB bằng OC bằng OD. Sau khi tính được bốn cái đoạn dưới đáy rồi thì các bạn theo dõi. Chúng ta tính được OA, OB, OC, OD rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần áp dụng Pythagore tiếp tục vào tam giác SOD này. Phải đã nói là SO vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt đáy thì SD của mình, SO của mình sẽ vuông góc với OD. Vậy thì tam giác SOD vuông tại O có cạnh huyền SD này, có cạnh OD mình đã tính được rồi này. Vậy chúng ta áp dụng Pythagore và chúng ta sẽ giải quyết xong. Được chưa nào? Đây là cái phần hướng dẫn của thầy. Hôm sau thầy sẽ sửa cho các bạn. Các bạn về nhà làm cái câu này. Về học lý thuyết, tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái file đó. Các bạn học. Được chưa? Vậy là kiến thức của chúng ta đã xong rồi nhá. Bây giờ thầy sẽ gửi cho các bạn một đề. Các bạn chụp màn hình lại cái đề đó thì hôm thứ 6 thầy sẽ sửa. Ngoài cái bài này ra hôm sau thầy sửa thì chúng ta sẽ làm một cái đề, đợi thầy gửi cái đề cho các bạn. Đề tuyển sinh chúng ta sẽ đi giải quyết hết những cái đề mà năm ngoái các quận huyện mình thi gồm 23, 24 đề gì đó. Có mấy bạn bạn ấy làm đến đề thứ 30 mấy rồi nhưng mà câu B hình vẫn còn đang chật vật. Đầu tiên chúng ta sẽ làm về đề quận 1. Giải phương trình, giải hết đi. Bên đầu mấy nữa sẽ kiểm tra 15 phút rồi phần này thì sao? Làm hết. Thầy chụp màn hình này, thầy gửi vào nhóm cho các bạn. Một cái chụp màn hình. Bạn nào chụp được thì chụp đi. Chúng ta sẽ nhớ lại cả cái phần cái bài hồ nước này là của học kỳ 1 thầy đã dạy rất là nhiều rồi. Ôn lại hết. Cái phần hệ thức ngượng học kỳ 1 là phần quan trọng. Năm nay sợ lại thi tuyển sinh ở phần đó đấy. Bởi vì là những cái phần mà chúng ta học rồi ấy là chúng ta phải chú ý nhiều hơn.
bởi vì là có thông tin là chúng ta học đến đâu chúng ta thi đến đó mà, càng cái phần sau thì chúng ta sẽ học thì nó không được kỹ, nên là những cái phần trước về hệ thức lượng các bạn bạn đã quên rồi thì các bạn phải nhớ lại. Thầy nghĩ năm nay thầy đoán, đang đoán nhé, là hình học khả năng dễ nó thi vào phần hệ thức lượng, còn biết đoán đúng hay sai nữa. Đoán vậy thôi chứ còn các bạn vẫn phải làm hết à, vẫn phải ôn hết lại cho các bạn. Thứ sáu thầy sửa đề thứ nhất của quận 1. Xong đến thứ hai thì chúng ta sẽ có thứ bảy chủ nhật thì thầy sẽ cho hai đề. Hai đề tiếp theo. Các bạn phải làm đi, bây giờ đến thời điểm này là đến thời điểm tích cực phải làm rồi. Mỗi ngày để thi tốt được ấy, mỗi ngày thì các bạn phải cố gắng làm ít nhất một đề cho thầy. Mỗi ngày làm ít nhất một đề. Rồi đẹp ở đây ha. Tiếp tục bài 4 chụp rồi chúng ta đến bài 5. Và lưu ý là năm vừa qua là thi là người ta có lấy lại những cái đề của các quận huyện này làm đề thi tuyển sinh luôn cho chúng ta. Nhớ nha. Lấy của những năm thi rồi đấy. Để cho các bạn thi lại luôn. Rồi bài 5. Ok, không còn gì nữa đâu. Bây giờ các bạn chụp xong màn hình rồi các bạn mình để nghỉ. Tí nữa thầy sẽ gửi lên nhóm cho các bạn. Họp nha thầy. Ừ, ok, rồi tí nữa thầy gửi vào Zalo cho nhé, Linh nhá. Dạ. Ừ, nhớ làm thứ sáu để sửa đó. Vâng. Ừ, được rồi, bạn nào xong thì có thể họp được rồi.